Thưa quý vị, để triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả công văn số 3441 ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chấn chỉnh thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hồng như sau. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan đơn vị nhà nước và người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài nhà nước đang được phép hoạt động khi di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. Nếu được cơ quan chức năng kiểm tra, phải xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ cán bộ, thẻ công chức, thẻ viên chức, thẻ ngành, thẻ nhân viên, thẻ nhà báo do cơ quan đơn vị người có thẩm quyền cấp và giấy đi đường. Người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương xác nhận giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài nhà nước xác nhận giấy đi đường cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời gửi một bản danh sách và bản sao giấy đi đường đã được cấp cho người lao động, không cần công chứng chứng thực, đến Ủy ban Nhân dân quận huyện nơi đang đăng ký hoạt động để kiểm tra giám sát theo quy định.